Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là điều gì sắp đến với bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy cái điều mà sắp đến với cuộc sống bạn có thể là một sự kiện nào đó mang đến cho bạn bài học về bản thân bạn, về những cái cảm xúc hoặc là những cái hành động mà bạn biểu lộ ra bên ngoài bằng lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến một số mối quan hệ hoặc là ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn khá là nhiều. Và mình thấy cái cách mà bạn giao tiếp với mọi người trong cuộc sống thì cần điều chỉnh lại, điều tiết lại, vừa cân bằng được việc là giao tiếp theo cái diện là xã giao nhưng mà cũng phải mang ý nghĩa, mang sự quan tâm của bạn, đặt cái sự mà các bạn, ví dụ như bạn muốn đề cập một vấn đề nào đó thì bạn cần tìm hiểu trước rồi bạn mới đề cập đến. Cái điều này sẽ giúp cho bạn trong công việc, học tập hoặc là trong cuộc sống, trong những mối quan hệ của các bạn. Và một điều cuối cùng nữa thì cái điều mà sắp đến với bạn mình thấy là một khởi đầu mới và cần bạn nỗ lực khá là nhiều. Cần cái năng lượng nhiệt huyết của các bạn, cần cái năng lượng trẻ mà muốn theo đuổi, muốn chinh phục những điều mới và sẽ giúp cho bản thân của bạn học hỏi thêm từng ngày qua nhiều việc hoặc là bạn sẽ gặp gỡ được nhiều người chỉ dạy cho bạn.